Xin chào tất cả các em khối 9 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Chúng ta cùng nhau thực hành bài 8, hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Vậy để Nhung. Bài 1. Sách giáo khoa trang 107. 1. Mở bài trình chiếu. 2. Chọn và áp dụng một hiệu ứng cho tất cả các trang chiếu. 3. Chọn Effect Option. 4. Chọn trang tiêu đề bài trình chiếu. Và 5. Tạo các hiệu ứng thích hợp. Nội dung của bài 2. Sách giáo khoa trang 108. Tạo bài trình chiếu và chèn hình ảnh các loại hoa. Em có thể sưu tầm tất cả các loại hoa bằng cách lên mạng lấy váy về. Xong rồi áp dụng các hiệu ứng động cho các trang chiếu và lưu kết quả. Ba, tạo bài trình chiếu. Sách giáo khoa trang 108. Em tạo bài trình chiếu gồm một vài trang chiếu và trang tiêu đề. Tạo màu nền cho những trang tiêu đề bằng một hình ảnh và các trang khác có màu nền theo ý em. Nhập nội dung văn bản đã chuẩn bị sẵn trong bài tập 6, bài 9 và các trang chiếu và lưu kết quả nhé. Các em, chúc các em làm tốt. Dặn dò, em ôn tập lý thuyết để chuẩn bị bài kiểm tra.